Samsung Galaxy Note 4, siêu phẩm flagship cực chất của nhà Samsung, ông trùm smartphone hàng đầu thế giới, được ra mắt vào tháng 10 năm 2014 với giá loanh quanh 20 củ khoai. Máy có hai phiên bản, một là ở châu Á sử dụng chip Exynos 5433, hai là ở châu Âu chạy chip Snapdragon 805. Ngoài ra còn có hai phiên bản khác là 2 SIM và 1 SIM. Máy sở hữu màn hình kích thước 5,7 inch, tấm nền AMOLED độ phân giải 2K, cực sắc nét. Camera trước và sau lần lượt là 3,7 megapixel và 16 megapixel. RAM và ROM lần lượt là 3 và 32GB. Dung lượng pin là 3220 mAh, có tích hợp công nghệ sạc nhanh Quick Charge 2.0. Xin chào tất cả anh em. Trước mặt các bạn đây, hiện tại đang là hộp của một chiếc siêu phẩm năm 2014. Đó là chiếc Samsung Galaxy Note 4, đã 7 năm tuổi nha anh em nhé. Phiên bản ở đây đó là RAM 2 và 32GB. Rồi, ở bên dưới này là chúng ta có thể nhìn thấy cái giá tiền của nó, 750.970. Giá thì rất là rẻ, thế nhưng mà không phải là rẻ y như thế này đâu, mà mình đã phải áp một cái mã voucher rồi, thế nên là nó mới giảm xuống còn là 750 thôi. Chứ còn thì giá ban đầu đây, anh em có thể nhìn thấy này, chiếc máy này là mình lựa chọn cái phiên bản 889.000 này. Đó, ở đây là một phiên bản màu trắng và máy không lấy sạc nhé, 889.000. Sau khi mà mình đã trừ đi 83.000 xu thì nó mới giảm xuống mức giá này, cùng với đó là một cái voucher giảm giá của shop nữa. Và cái tên shop ở đây thì anh em có thể nhìn thấy này, Phone My ở Sài Gòn luôn. Đó, gửi đến Phan Thế Mạnh. Rồi, với hơn 800.000, cụ thể của nó là 826.000 phải, sau khi mà mình áp cái mã voucher. Đó, bây giờ thì mình sẽ khui hộp luôn chiếc máy này ra nhé, xem như thế nào rồi. Khá là vất vả với một cái hộp bên ngoài như thế này, bọc bóng bên ngoài làm gì chứ, cái đó là không cần thiết anh em ạ. Đó, chúng ta chỉ cần là bọc bên ngoài thôi, bọc bên trong thôi. Và đây, ở đây thì chúng ta đã nhìn thấy hai cái viên pin nhé, rất là mới luôn, và có một cái thẻ bảo hành luôn, không biết là hàng có ok hay không. Đây thì mình sẽ lôi ra này. Đó, phiên bản màu trắng, mình đoán chắc là cũng thay vỏ rồi. Đây, ô còn khá là mới anh em ạ. Đó, họ bọc rất là kỹ. Rất là mới nhé. Anh em nhìn thấy không? Mình sẽ bỏ cái hộp này ra này. Đó, rất là ngon luôn. Ở đây chúng ta có một cái chiếc ốp nhé. Ốp này thì ngược với cái màu máy. Máy trắng, ốp thì màu đen. Đó, về cái mặt da đằng sau ấy thì đây mình đoán chắc là họ cũng đã thay thế bằng một chiếc nắp lưng khác rồi. Viền ấy thì ở đây chúng ta nhìn thấy một vài những cái vết chóc sơn này, ở đây đó, các bạn nhìn kỹ không ạ, phía bên dưới này, đó, ở cái bút S Pen này, dọc cái phía bên trên này thì đã bị chóc sơn rồi. Bên này thì cái tỷ lệ chóc sơn của nó rất là ít thôi nhá, chỉ bị ở phía bên dưới này thôi, bên trên đỉnh là cũng bị nhiều. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là tháo nắp lưng, sau đó là lắp pin thôi. Cái viên pin này thì nhìn rất là mới nhá, có tem hẳn hoi cả hai viên pin luôn. Ở đây thì mình sẽ so sánh về độ mới của hai chiếc pin này. Chiếc pin này thì mình thấy rằng nó cũ hơn. Đó, đã bị những cái chấm đen ở đầu này rồi, đã tiếp xúc. Còn cái viên pin này là tặng kèm nhé, còn rất là mới. Cái độ bạc màu của nó cũng nhiều hơn này, hơi bị vàng vàng một chút. Rồi, mình lắp cái viên pin này thì cảm giác hơi bị lỏng lẻo một chút. Khởi động lên thôi. Đó, về cái màn hình trước này thì mình cũng nghi là họ đã thay thế rồi, thế nên là tỷ lệ mới của nó thì rất là đẹp luôn nhé, không có bất cứ một cái vết xước nào luôn. Bằng mắt thường của mình là như vậy, còn bằng mắt cú thì chịu thôi.
Ui, rất là đẹp. Cái màn hình của chiếc Samsung Galaxy Note 4 này, nó là một cái màn hình AMOLED rất là đẹp luôn nhé. Và rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy Note 4 ở đây. Ban đầu thì mình sẽ đây, mình sẽ vuốt để nhận dấu vân tay. Thực ra cái dấu vân tay này nó nhận không nhanh đâu anh em ạ. Đó, chúng ta cần phải mở sáng màn hình lên và vuốt từ từ thì mới được. Và anh em có thể nhìn thấy là mình đã lắp cái thẻ SIM micro vào đây rồi. Đó, còn tổng thể về phía bên trong này, mình vẫn thấy rằng cái chiếc máy có một cái độ mới khá là ngon luôn. Những cái phần tem này và ốc ấy, còn rất là sáng bóng luôn. Ngay cả những cái phần ở bên trong này, đó, khá là ok. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại về phía mặt trước. Cái nắp lưng đằng sau này thì nó cũng đã được thay thế rồi. Và cái nút home ở đây ấy, anh em có thể nhìn thấy này, đó, nó bị xước một chút thôi, không có ảnh hưởng gì quá nhiều cả. Và khi mà mình bấm như thế này ấy, thì còn rất là chắc luôn. Và trước mắt các bạn đây đang là một cái màn hình có cái kích thước đó là 5,7 inch với cái tấm nền AMOLED. Bây giờ mình sẽ rút cái bút S Pen này ra nhé. Đó, sau khi mà rút ấy, thì anh em có thể nhìn thấy ở đây là nó có những cái cử chỉ. Rồi thì khi mà anh em nhìn này, cái đầu bút của nó này, nó đang di chuyển. Đó, và ở đây thì mình có thể là mình viết được bất cứ cái thông tin gì ở trên cái màn hình này, giống như là cái bút thật vậy. Ngày xưa ấy, mình rất là khoái cái dòng Note này, thế nhưng mà rất tiếc là không có tiền để mà mua. Giờ thì nó đã quá rẻ rồi. Với tầm khoảng 900 nghìn thì anh em có thể thoải mái sử dụng được một cái chiếc máy mà chúng ta có thể làm việc được, rồi thì ghi chú ở trên cái màn hình này, rất là ngon. Và thoát ra ngoài màn hình ấy, thì chúng ta có thể cảm ứng được. Đó, thế nhưng mà chúng ta mà dùng cái bút này mà viết lên một cái màn hình khác ấy, thì không cảm ứng được nha anh em nhé. Mình cũng đã viết trên một cái màn hình của chiếc Poco X3 Pro của mình ấy, thì không được. Ở đây, ví dụ như, đó, không kéo được nha anh em nhé. Không thể nào mà kéo được. Và mình sẽ tắt nó đi. Và ở đây thì mình cũng đã tải một vài những cái ứng dụng, ví dụ như là đo nhịp tim này, rồi thì một vài những cái tựa game, ví dụ như là Liên Quân Mobile, PUBG này. Đó, thế nhưng mà trong cái video sau thì chúng ta sẽ cùng nhau test về cái con chip Exynos 5433 ở trên chiếc máy này nhé. Còn khi mà chúng ta vào cái phần thông tin ở đây này, phiên bản Android đang là 6.0.1. Và vào cái phần bộ nhớ thì chúng ta có thể nhìn thấy về cái dung lượng tổng của nó là 32GB và đã dùng 16GB rồi. Và mình cũng đã tải một cái phần mềm đó là AnTuTu Benchmark để anh em có thể nhìn thấy rõ những cái phần thông tin chi tiết trong này. Và nó cũng đã chấm ra một cái số điểm rất là cụ thể rồi nha anh em nhé. 81.735 điểm. CPU cũng như là GPU này, GPU thì khá là thấp, hơn 6.000 một chút thôi. Và vào những cái phần thông tin thiết bị ở đây, anh em có thể nhìn thấy này. Trong cái phần thông tin này chúng ta có thể nhìn thấy Android này, rồi thì con chip Exynos 5433, cái độ phân giải đó là 2K, camera sau là 16MP này. Và về cái phần thông tin RAM ấy, thì anh em có thể nhìn thấy ở đây nó là tổng là 3GB nhá, chứ không phải là 2GB đâu. Shop lại ghi ở vỏ hộp ngoài đơn hàng ấy là 2/32, thế nhưng mà đây là 3/32 nhá. Rồi, kéo xuống phía dưới thì chúng ta sẽ nhìn thấy về cái kích thước màn hình Super AMOLED này, mật độ điểm ảnh đó là 519 PPI, rất là cao luôn, không thể nhìn thấy điểm rỗ. Camera sau 16MP và quay được video ở chất lượng 4K 30 khung hình trên giây. Camera trước là 3.7MP. Rồi thì cái dung lượng pin của nó là 3220 mAh nha anh em nhé, khá là ok luôn. Thế nhưng mà một cái điểm trừ ở trên cái chiếc máy này mà nếu mà anh em nhìn kỹ ở trong cái video của mình ấy, thì sẽ nhận ra đó là cái chiếc máy này nó bị lưu ảnh nha anh em nhé. Mình cho là một cái nền trắng đi, anh em có thể nhìn thấy này, nó bị lưu cái icon ở phía bên ngoài và nó chuyển sang cái màu ám hồng nha anh em nhé. Và những cái chiếc máy mà sở hữu cái công nghệ Super AMOLED của Samsung ngày xưa ấy, thì gần như là nó đều bị cái hiện tượng này. Và mình cũng đã hỏi shop và shop nói rằng là bởi vì những cái chiếc máy này là chiếc máy cũ, thế nên là nó không tránh khỏi cái hiện tượng đó. Và để bù cho cái vấn đề này ấy, thì shop đã tặng kèm cho chúng ta là một cái viên pin. Đó, một cái viên pin mà tặng kèm ấy. Thế nhưng mà mình cũng chưa sử dụng cái viên pin đó, không biết là trụ có lâu không, có trâu hay là không. Còn đây thì hiện tại mình đang sử dụng cái viên pin cũ của nó nhé. Nói chung là khi mà trở lại với cái màn hình mà màu sắc nhiều như thế này thì chúng ta cũng không quá là bị ảnh hưởng bởi cái mắt nhìn của chúng ta đâu, vẫn khá là ok luôn nhé. Và ở đây thì mình sẽ đo về phần nhịp tim này. Thực ra là trên cái chiếc Samsung Galaxy Note 4 này nó có một phần mềm đó là S-Health để chúng ta có thể đo được sức khỏe. Thế nhưng mà rất tiếc là khi mà mình truy cập vào cái phần mềm S-Health đó thì không thể thấy có nhá. Và mình cũng đã tìm thử
Đây, ví dụ như là mình tìm thử trên cái CH Play cũng không hề có cái phần mềm đó, khá là khó hiểu luôn. Thế nên là mình đã tải một cái phần mềm để đo cái nhịp tim của mình. Và đây là cái phần cảm biến nhịp tim trên cái chiếc Samsung Galaxy Note 4 này. Thế nhưng mà nó không nhấp nháy giống như là trên những cái video đã xem đánh giá qua. Nói chung là vẫn đo được thôi, thế nhưng mà nó không hề nhấp nháy cái đèn ở đây nhé anh em nhé. Không biết là đo có chính xác hay không. Rồi, và đây là cái kết quả nhịp tim của mình là 86 này. Nói chung là chúng ta cũng chỉ có thể là tham khảo qua thôi nha anh em nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần camera trên cái chiếc máy này, thử xem là chất lượng của nó như thế nào nhé. Với một cái siêu phẩm flagship ấy, thì mình đánh giá khá là cao trong cái tầm giá hiện tại đang là 900.000. Thì nó cho ra một cái chất lượng hình ảnh về camera sau với thông số đó là 16 megapixel ấy, cho ra cái chất lượng chi tiết hình ảnh rất là tốt luôn. Đó, chúng ta có thể zoom rất là to với cái phần camera sau này. Và màu sắc ấy, thì mình thấy rằng nó hơi xỉn một chút thôi. Còn về cái độ chi tiết thì rất là tốt. Nếu mà chúng ta có một vài những cái phần mềm chỉnh màu nữa thì rất là ngon luôn. Thế nhưng mà đây là một cái điều kiện ở ban ngày thôi. Còn nếu mà trong bóng tối ấy, thì anh em sẽ thấy một cái hiện tượng đó là bị nhòe và bị đẩy sáng lên cao nhé. Còn về cái camera trước trên thiết bị này, mình thấy rằng là nó làm mịn da quá đà. Với cái thông số đó là 3,7 megapixel ấy, thì mình thấy rằng là chiếc máy này chụp cho có thôi. Về cái chất lượng thì rất là bệt. Và cái màu sắc của nó cũng đẩy lên hơi gắt một chút. Mình thấy là như vậy. Đó. Độ chi tiết không cao nhé. Khá là bệt nếu mà zoom lên. Và trong cái phần cài đặt này ấy, chúng ta có thể là tùy chỉnh được rất là nhiều những cái thông số khác nhau. Ví dụ như là giá trị phơi sáng này, rồi thì ISO. Thế nhưng mà để điều chỉnh được thì chúng ta cần phải qua một vài những cái bước nó hơi lằng nhằng linh tinh một chút. Đáng mà họ đưa ra ngoài màn hình này ấy, thì ngon hơn. Và cái kích thước video ấy, thì ở đây anh em có thể nhìn thấy là nó có thể quay lên chất lượng đó là 4K nhé. 4K 30 khung hình trên giây. Và trong cái phần chế độ ở ngay phần dưới này ấy, chúng ta có thể này lựa chọn rất là nhiều những cái thứ khác nhau nữa. Ví dụ như là chụp chuyển động nhanh, chuyển động chậm này, toàn cảnh, lấy nét chọn lọc, rồi thì selfie máy ảnh sau. Và ở phía bên dưới này thì chúng ta còn có thể là tải về được nữa cơ. Không biết là còn những cái chế độ nào mà tải về được. Đó, trong cái phần này thì rất là nhiều thứ, ví dụ là spot shot này, chụp thức ăn này, rồi thì sound shot, rất là nhiều. Đó, đó là về cái phần camera trên cái thiết bị này. Còn ngay bây giờ ấy, thì mình sẽ mở về cái phần âm thanh, cũng như là test về cái sóng dữ liệu, cũng như là wifi trên cái chiếc máy này nhé. Ở đây thì mình sẽ tắt cái wifi đi và mình sẽ truy cập vào YouTube này. Anh em có thể nhìn thấy là nó đã lên LTE nhé. Về cái dữ liệu di động trên cái chiếc máy này ấy, mình thấy rằng rất là ngon luôn. Khá là ok. Rất là nhanh. Đó. Gần như là kéo đến phần nào thì nó sẽ xuất hiện ngay cái hình ảnh của video ở phần đó rồi. Và mình sẽ bấm vào một cái bản nhạc đầu tiên là không bản quyền này. Còn về âm thanh thì sao? Bây giờ mình sẽ mở mic lên này. Rồi, anh em có thể thấy là về cái chất lượng mạng dữ liệu di động 4G trên cái chiếc máy này bắt rất là nhanh luôn. Mình kéo đôi khi còn không có một cái sự trễ nào cả. Còn về cái âm thanh thì anh em có thể nghe thấy là về cái mức độ bass của nó thì không được dày. Về cái mức độ check của nó thì cao hơn. Thành ra là khi mà chúng ta mở mic lên ấy, thì cái âm lượng của nó do là cái không to lắm nên là sẽ không cảm thấy một cái sự nhức nhối trong tai của chúng ta đâu. Mà nó ở mức độ vừa phải. Thế nhưng mà check lại nhiều nhá anh em nhá. Còn về wifi thì sao? Bây giờ thì mình sẽ bật lại cái wifi này. Mình sẽ tìm lại này. Nhạc EDM không bản quyền này. Nói chung là rất là nhanh. Và bây giờ thì mình sẽ bật cái nhạc này lên. Đó. Rồi. Thấy nhanh không nào? Rất là ngon luôn nhá. Nói chung là về wifi cũng như là mạng dữ liệu di động ấy, thì trên cái chiếc máy này bắt rất nhanh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau truy cập vào cái phần gọi điện thử xem nhé. Xem là cái loa thoại trên cái chiếc máy này nó nghe có ổn hay không. Đó. Anh em có nghe rõ không nào? Về cái phần loa thoại trên cái chiếc máy này thì nghe rất là trầm ấm luôn. Nghe to, ổn, không có gì phải chê trách cả. Và trong cái phần âm thanh trên cái thiết bị này ấy, khi mà trong cái phần cài đặt của chúng ta này,
chúng ta cắm qua cái rách tai nghe 3.5 ở đây thì anh em có thể điều chỉnh được rất là nhiều thứ, ví dụ như là âm thanh và thông báo. Trong cái phần này thì chúng ta có thể điều chỉnh được những cái hiệu ứng, ví dụ như là nâng cấp UHQ này, rồi thì sound alive cộng này, và anh em có thể nhìn thấy một vài những cái thông tin, ví dụ như là mô phỏng âm sắc nhẹ của âm ly đèn, hiệu ứng khác nhau khi mà chúng ta cắm tai nghe hoặc là loa qua cái rách tai nghe 3.5 này. Và trên một cái chiếc flagship ngày xưa ấy, mà không tích hợp một vài những cái công nghệ như vậy thì quá là phí, đúng không nào? Và cuối cùng ấy thì mình sẽ có một vài những cái thông tin về cái phần test pin nhé anh em nhé. Đây, anh em có thể nhìn thấy là cái chiếc Samsung Galaxy Note 4 này nó sạc cũng rất là nhanh. Có lẽ là cũng do một phần là do cái viên pin này nó đã có một cái độ chai nhất định. Cùng với đó là nó tích hợp một cái công nghệ sạc nhanh, nó Quick Charge 2.0. Thế nên là khi mà chúng ta sạc pin ấy thì sẽ thấy rằng nó rất là nhanh này. Ý sau rơi vào tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ, từ lúc 9:36 cho đến 10:28 thì nó từ 37% lên là 91%. Anh em có thể đo ra là 1 tiếng đồng hồ nó sẽ sạc được rơi vào tầm khoảng là 70% pin nhé. Vậy thì sau tiếng rưỡi là nó đầy được cái viên pin này 3220mAh. Và khi mà chúng ta để qua đêm ấy thì nó cũng không tụt quá nhiều đâu. Ví dụ như ở đây thì mình đã để là sau 9 tiếng đồng hồ nó mới tụt mất là 4% pin, mặc dù đây là một cái viên pin cũ. Và khi mà mình test về cái phần xem YouTube 12 phút ấy, thì nó tụt mất là 4% pin nhé. Rồi, anh em thấy rằng cái viên pin này nó ok không nào? Mình thì thấy rằng là cũng ổn. Nếu mà mình sử dụng một cái viên pin mà tặng kèm kia ấy, thì viên pin đó sẽ trâu hơn là so với lại viên pin này. Vậy thì trên đây là tất cả những cái phần thông tin mà mình đã test được. Còn về cái con chip Exynos 5433, trong cái video sau mình sẽ test chi tiết cụ thể về pin cũng như là về cái phần test game của nó nhé. Mình đã chơi qua rồi thì thấy rằng nó cũng gọi là ổn trong cái tầm giá thôi, chứ không gọi là xuất sắc đâu. Còn nếu mà đánh giá chung ấy, nhận xét chung thì mình thấy rằng là chiếc máy này có một cái trải nghiệm về thị giác rất tốt. Ví dụ như là chúng ta có thể xem YouTube này, rồi thì màu sắc của nó rất là nịnh mắt, chất lượng lại là 2K, cũng như là chụp ảnh camera sau ấy thì rất là tốt. Âm thanh thì ở mức độ bình thường. Còn nếu mà chúng ta mà cắm ra ngoài loa ấy, thì nghe nó sẽ hay hơn nhé. Và một cái phần mà rất là thú vị ở đây đó là chúng ta có thể viết, vẽ rất là nhiều thứ trên cái màn hình to như thế này. Đúng nào? Rồi. Trên đây là một cái bài đánh giá rất là chi tiết cụ thể. Với cái tầm giá đó là 900.000 ấy, mình nhận thấy rằng là chiếc máy này rất đáng mua. Còn đối với anh em thì anh em nhận xét như thế nào thì có thể là comment ở phía bên dưới video cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào.